10 lời Phật dạy về đạo làm người. Kính thưa quý vị và các bạn, những lời Phật dạy cách làm người có từ ngàn năm, nhưng vẫn là chân lý cho đến ngày nay. Con người chẳng ai là sống tách biệt với xã hội, do đó biết tự gian mình khuyên người, tất yếu sẽ khởi tạo duyên lành, kiến tạo nên một xã hội hạnh phúc và phát triển. Duyên khởi mọi thứ ở đời từ đâu mà có? Xấu tốt mà ngày hôm nay mỗi người gặp phải do đâu mà thành? Lắng nghe những lời Phật dạy làm người dưới đây, mỗi người Phật tử sẽ hiểu được rằng sinh mạng của mình là chân quý, đừng lãng phí nó trong những chốn mà ta nhất định sẽ ân hận. Đạo làm người cần học cả đời, tu tâm cả đời mới gieo được thiện lành cho mai sau. Chuyện kể rằng, khi Đức Thế Tôn khoác y bát lên đường khất thực, trên đường đi người thấy một thanh niên đang lễ bái sáu phương. Hỏi ra thì mới biết do chàng trai coi hiếu nên nghe theo lời của cha trước khi mất, mỗi sáng sau khi tắm gội xong lại ra đường lễ bái sáu phương. Cuộc gặp gỡ đã khiến Đức Thế Tôn dâng trào nhiều cảm xúc và bản kinh thiện sanh ra đời, để bây giờ chúng ta có được những lời Phật dạy cách làm người sâu sắc, tuy đơn giản mà uyên thâm, càng ngẫm càng thấu suốt và trong cõi ta bà này. Phàm những ai thấu được, hành được những lời Phật dạy làm người ấy, thì người ấy ắt sẽ có được cuộc sống thanh bình, an ấm, không những vậy, còn để lại duyên lành cho kiếp sau thụ hưởng. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phần thứ nhất, lời Phật dạy làm người, tránh 4 việc ác và 6 việc làm tổn hao tài sản. Đạo làm người được hiểu thế nào cho đúng? Đó không chỉ đơn thuần là tư tưởng nho giáo, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín với đàn ông, công, dung, ngôn, hạnh với đàn bà. Nó còn mở rộng hơn, minh triết hơn và bao hàm nhiều khía cạnh hơn về đối nhân xử thế, về quy tắc đời thường, về đạo vợ chồng, đạo làm con dân của nước. Nghe lời Phật dạy làm người thì con người ở đời cần phải tránh 4 nghiệp kết, sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ. Những điều ác này, ngày ngày vẫn thường thấy xảy ra trong xã hội. Và dĩ nhiên, những kẻ gieo nghiệp ác thì cũng gặt quả báo chẳng lành. Nhân quả ở thế gian đến sớm hay muộn, nhưng tất yếu sẽ công bằng với tất cả, do chính những căn cơ mà chúng ta gieo tạo ngày hôm nay. Ngoài ra, 4 trường hợp khác, tham dục, sân hận, sợ hãi, ngu si cũng là những lời Phật dạy làm người cần tránh. Muốn làm được những điều này, mỗi người phải tự mình tu tập trong quá trình lâu dài, để có thể kìm hãm được những dục vọng thấp hèn của bản thân, loại bỏ điều xấu trong lòng, phát huy tính thiện trong từng công việc, lời ăn tiếng nói hàng ngày. Tiếp theo sau đây là 6 nghiệp tổn hao tài sản cần tránh. Nghe lời Phật dạy làm người, đam mê rượu chè, cờ bạc, phóng đãng, đam mê kỹ nhạc, kết bạn người ác, biếng người. Phàm là những ai đam mê 6 nghiệp này, thì cơ nghiệp suy tàn, gia đình bất hòa. Không chỉ kiếp này không được hạnh phúc, mà quả báo còn đến tận kiếp sau. Phần thứ hai là 6 điều lành, theo lời Phật dạy về đạo làm người. Bản kinh thiện sanh ngắn gọn, nhưng đúc kết được trọn vẹn đạo làm người. Bất cứ ai cũng dễ dàng nắm bắt. Lời dạy như một ánh sáng trăng rằm tỏa vào đêm tăm tối, giúp cho người mê được tỏ, người u được minh. Thấu suốt và quán chiếu được 6 đạo làm người dưới đây mới thực sự là một người đáng để người đời trọng nể. 1. Đạo hiếu làm con, phận làm cha mẹ. Con cái hiếu thuận, cha mẹ đúng đắn, đó là cái phúc của gia can. 2. Đạo thầy trò, trò tôn sư, thầy săn sóc bảo ban, ấy là cái phúc của xã hội. 3. Đạo vợ chồng, lấy lễ mà đối với nhau, vợ chồng thương yêu, cung kính đối đãi, ấy là tiền đề cho gia đình yên ổn, con cái thuận hòa. 4. Quan hệ bạn bè, tình làng nghĩa xóm, thân kính với bà con, lấy tình người để xử trí,
thì cộng đồng hòa thuận, sợ gì phường ác bá. 5. Quan hệ chủ tớ, trên dưới, chủ ôn hòa, sai làm đúng việc đúng người, tớ trung thành, chăm chỉ. Được nhường ấy thì trên thuận dưới hòa, phương ấy chẳng có điều gì mà không yên ổn. 6. Quan hệ giữa đàn Việt với Sa môn, đàn Việt kính phụng hàng Sa môn, Sa môn chỉ dạy điều lành cho đàn Việt, đạo Phật từ đó mà vững bền thiên thu. Thưa quý vị và các bạn, những lời Phật dạy cách làm người có từ ngàn năm, nhưng vẫn là chân lý cho đến ngày nay. Con người chẳng ai là sống tách biệt với xã hội, do đó biết tự gian mình khuyên người, tất yếu sẽ khởi tạo duyên lành, kiến tạo nên một xã hội hạnh phúc và phát triển. Như lời Phật, mỗi người chỉ cần sống thiện lương, trời xanh tự khắc có an bài. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ 10 lời Phật dạy về đạo làm người. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý, nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.